Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Zcam Family. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy giảm mỡ nâng cơ tạo sóng SMS. Đây là tờ hướng dẫn cách sử dụng khi sạc pin từ 1 đến 2 tiếng và trung bình mỗi lần dừng thì đạt được 15 phút. 15 phút thì máy sẽ tự dừng. Dừng là có nghĩa là nghỉ ấy. Một ngày thì có thể dùng tối đa là 2 lần, mỗi lần từ 15 phút đến 30 phút. Nhưng mọi người lưu ý là cứ 15 phút thì máy sẽ tự dừng. Còn đây là cổng kết nối USB. Nếu mà mình sạc với cái cục sạc có 5V thôi thì nên sạc 2 tiếng. Còn cục sạc mà từ 15 đến 20V là dành cho sạc iPad ấy thì sẽ nhanh hơn, thì chỉ cần 1 tiếng thôi đã được sử dụng rồi. Khi cắm vào cục sạc thì sẽ báo đèn đỏ và nó sẽ tự ngắt. Mọi người nhớ hẹn giờ để sạc pin nhé. Còn đây là vòng cuốn bụng. Khi mình sạc đủ pin rồi thì mình cài cái cục sạc này vào trong vòng cuốn bụng. Và mình cuốn vào bụng tùy theo kích cỡ to nhỏ của từng người. Nút khởi động máy là nút dấu cộng, có hiển thị trên các modem từ 1 đến 6. Còn M là điều chỉnh để chọn các modem ấy. Khi mà mình chọn được các modem từ phù hợp với mình rồi thì mình có thể chọn dấu cộng để chỉnh các tốc độ rung. Từ 1 đến 3 thì là rung nhẹ, giảm mỡ nhẹ thì dành cho người mới bắt đầu thì chỉ dùng từ 1, nên dùng từ 1 đến 3 thôi. Còn khi mà mình dùng quen sau 1 tuần đến 1 tháng rồi thì mình có thể đổi sang modem 4-9, 4-6 để cứ kích vào dấu cộng thì đã chọn được các chế độ rung phù hợp. Khi mình muốn dừng thì mình sẽ bấm vào số trừ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người dùng máy an toàn và hiệu quả.